Xin chào các bạn, hôm nay Sinh xin giới thiệu cho bạn một mẫu sản phẩm mới, con quay giảm stress ba cánh Metal Handbinder. Đây là mẫu thiết kế của nó, có 3 màu chủ đạo: màu đen, màu bạc và màu này giống như màu đồng. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây, mở ba con ra luôn. Đây là cái hộp, nó được thiết kế như thế này, rất là chắc chắn. Mẫu thứ hai của chúng ta, và đây là mẫu thứ ba của chúng ta. Thì cái con quay này nhìn bên ngoài nó khá khá là đẹp và nặng, và nó được cái chất liệu của cái con quay này là bằng metal ha. Nó rất là bóng như thế này và cảm nhận tay. Tuy nhiên hiện ta quay rất là nhẹ luôn. Quay vô cùng nhẹ và hiệu ứng rất là đẹp. Đây là mẫu bạc của chúng ta. Tiếp theo là mẫu màu đen. Đó, quay rất là êm. Và cái mẫu này thì tay cầm, cái núm cầm ở trong thì nó rất là lớn, thì chúng ta có thể biểu diễn trick ha. Chúng ta có thể tập chơi trick bằng cái con quay này ha. Trick rất là nhiều kiểu, thì các bạn chơi về các bạn tập á thì mới biết. Tuy nhiên tại do mình chưa có tập cho nên mình không có quen ha, vừa quay vừa làm cho nên mình khó khó làm được. Và bây giờ mình sẽ test thử cái thời gian quay của con quay này. Và bật điện thoại lên, đợi xíu mở bát. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay nha các bạn nhé. Chuẩn bị 2. We'll be right back.
Vâng. tầm 4 phút 35 giây nha các bạn. Đó. Thì các bạn có thể truy cập vào xa xin giờ gõ như một từ khóa là CQGS thì nó sẽ ra trong bộ ảnh và sản phẩm của tất cả các mẫu con quay này. Để các bạn có thể tham quan và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp, hoặc có thể sưu tập cho mình bộ sản phẩm ha, và cùng chơi với bạn bè. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh, thì bên mình sẽ có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị sẽ gửi đến cho bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.